Tôn Đại Đầu. Tên tiểu tử này luôn đối đầu với tôi. Lần trước đánh núi Tiểu Thanh cũng chỉ có mình hắn. Bọn Nhật cứ yên tâm giao cho thằng ngốc đó chuyển hàng sau. Lão già Watanabe không đủ nhân lực, hắn cũng hết cách. Nhưng miếu lĩnh cách Bắc Sơn hơi xa, có thể bọn Nhật cũng không lo. Đội trưởng Phùng bọn họ đánh qua đây. Nhân phẩm của Tôn Đại Đầu thế nào? Một tên khốn nạn, không chuyện xấu nào không làm. Biết hắn ở đâu không? Biết, trong huyện thành. Chú ba, phiền chú tới huyện thành một chuyến rồi. Chào anh, giúp tôi viết lá thư. Viết thư sao? Được, viết cho ai? Viết cho em ba của tôi, ở An Huy. Được, em ba. Bảo nó ở bên đó, chú ý an toàn, chăm sóc tốt bản thân, có thời gian thường về thăm. Vợ ơi, mở cửa. Tới đây. Mau mở cửa. Cả ngày không thấy người đâu. Lại tới nhà vợ bé nào rồi? Cầm lấy, ồn gì mà ồn. Cứ về là ồn. Tôi không phải là tới miếu lĩnh đưa hàng cho đội trưởng sao? Đi đi về về xa thế thì phải một ngày chứ. Đúng là Bảo Nhi, làm việc cho đội trưởng thì nhanh, chuyện nhà thì chẳng quan tâm. Bảo Nhi ốm rồi. Ốm rồi sao? Đúng là có hơi sốt. Tôi nói cô là mẹ kiểu gì thế? Con sốt thành thế này rồi, có phải cô đợi nhà trái rồi cũng đợi tôi về không? Đúng là. Còn ngây ra làm gì? Đi mời thầy thuốc đi. Chỉ biết sai thôi. Đúng là. Nào Bảo Nhi, nào bố bé, nào. Ốm không nhẹ đâu. Anh Lôi Gia, Lôi Gia, đừng đừng Lôi Gia. Lôi Gia, đừng. Tôn Đại Đầu, mày biết thủ đoạn của Lôi Đại Hải tao. Lôi Gia, đừng. Có gì nói đàng hoàng, nhỏ tiếng thôi. Dân, tôi nào dám đắc tội núi Tiểu Thanh. Lôi Gia, chuyện này đều do bọn Nhật ép. Lôi Gia, nhà tôi độc đinh ba đời, anh tuyệt đối đừng làm hại đứa nhỏ. Làm chuyện không có tính người, núi Tiểu Thanh xưa nay không làm. Hôm nay tìm mày là muốn mày giúp bọn tao làm chuyện này. Được được, Lôi Gia, mày yên tâm. Chỉ cần ngài không làm hại con tôi, nhỏ tiếng thôi. Dân, bảo tôi làm gì cũng được. Lên núi đao xuống biển lửa, tôi cũng làm hết. Vợ già con mày, chúng tao sẽ giữ giúp mày vài ngày. Đợi mày làm xong chuyện cho bọn tao thì tao sẽ đưa họ về mà không mất rộng lông nào. Lôi Đại Hải tao nói được là làm được. Dân, đúng rồi Lôi Gia, tôi thật không biết ngài muốn tôi làm gì. Ngài nói tôi phải làm gì? Khắc Minh, bên Tôn Đại Đầu xong rồi. Hắn không tố cáo chứ? Hắn không dám. Con trai của hắn đang ở trong tay tôi. Một đứa nhỏ ngoan lại dính vào người cha hắn gian. Vậy thì tốt. Vậy làm theo kế hoạch của tôi. Yên tâm đi, giao cho tôi.
Cậu, quay lại. Cậu tên là gì? Không nói được sao? Đói rồi. Đã bộ dạng này còn muốn ăn? Về rồi. Sao lại khác thành thế này? Muộn hơn nửa phút so với tôi dự đoán. Họ Lâm, nếu anh không có thu hoạch gì thì tôi đuổi anh đi thật đấy. Quân Nhật có một đội 13 người, 4 lính bị thương. Ngoài ra có thêm một đội quân y, tổng cộng 18 người. Đạn dược đầy đủ, 2 súng máy, 4 thùng đạn, 4 thùng lựu đạn. Nói chậm thôi, nghẹn cả rồi. Nói lại lần nữa. Được. Quân Nhật có một đội 13 người, 4 thương binh, thêm một quân y, tổng cộng 18 người. Đạn dược đầy đủ, 2 thùng đạn, 2 súng máy, 4 thùng lựu đạn. Được. Lát nữa đeo nó vào, về nhà lao ngủ. Ngày mai phải ra ngoài làm việc cho tôi. Được thôi. Nào, đừng vào. 1, 2, đi. Nào, chậm thôi, chậm thôi. Lên xe. Còn không? Lão Tam. Anh hai, làm gì đấy? Tôi nói cậu nghe, rượu đó có độc, không được uống. Anh hai, đừng nói, tiểu tử Khắc Minh có bản lĩnh phết. Nó muốn đi xử lý bọn Nhật. Cái gì? Tặng cho người Nhật sao? Anh hai, anh cứ đợi xem đi. Còn đợi xem nữa. Cậu nói với nó, có bản lĩnh thì mau lấy thuốc giải về. Còn không có thuốc giải, những người trúng độc chết hết đấy. Nếu đợi đội y tế tới thì chết hết cả lũ rồi. Chất xong chưa? Xong rồi. Các cậu đi trước đi. Đi. Chậm thôi. Mỗi xe 3 người. Tam gia, được được. Nào, mau lên. Tam gia, muốn đưa họ đi đâu thế? Đi giải độc. Có thuốc giải rồi sao? Sắp có rồi. Văn Hạo, xin lỗi nhé. Chỉ có người nghiêm trọng nhất mới được đưa đi. Còn như các cậu, chỉ có thể đợi đội y tế quốc quân tới thôi. Kiên trì thêm vài ngày. Các anh em, đủ người rồi thì xuống núi. Được. Chú Ba, mọi người muốn làm cái gì thế? Khắc Minh tìm thấy cách giải độc nên đưa người nghiêm trọng xuống núi. Anh ta được không vậy? Cậu ấy đấy. Chú Ba, Tiểu Thúy không phải vẫn chưa khỏi sao? Đưa Tiểu Thúy đi cùng đi. Chú đợi nhé, cháu đưa cô ấy tới. Đợi nhé. Tiểu Thúy, sao mình lại quên Tiểu Thúy rồi? Doanh trưởng Dương, đây là kéo đi đâu thế? Đối tử Thanh nói tìm ra cách giải độc, bảo chúng ta đưa những người bệnh nặng tới. Bọn họ mang tới không phải là xong rồi sao? Đây không phải là giày dò nhau sao? Người ta có cách, nói sao thì chúng ta làm thế. Tông Miện, bảo mọi người nhanh chút. Xe tiếp theo. Mau lên. Mau, dỡ xuống, mau. Đội trưởng Tôn, không phải hôm qua mới tới một thùng sao? Đội trưởng, sao hôm nay lại tới nữa? Ăn kẹo đi, nào. Thật là xin lỗi.
Ngày kia tôi phải thành thân, không tới được, tôi xin cấp trên nghỉ phép, nên mang những thứ này tới trước. Không phải cậu có vợ rồi sao? Đội trưởng, không giấu anh, tôi lại cưới một bà. Tiểu tử cậu, được đó. Đội trưởng, đúng rồi, tôi mang hai giò rượu cho anh. Đây là rượu mừng, để đội trưởng nếm thử trước. Rượu ngon. Nào, mang vào cho các đội trưởng. Nào nào. Nhìn tôi làm gì? Tôi càng ngày càng thấy anh thật là thông minh. Tôi nghĩ Watanabe biết đám này trúng độc sẽ không bỏ mặc. Chúng ta có thể mai phục giữa đường, cướp thuốc giải về. Không đúng. Watanabe nếu biết đám này trúng độc, đầu tiên sẽ nghi ngờ là chúng ta làm. Thuốc này không dễ mà cướp được đâu. Anh lại nhìn tôi làm gì? Nói anh thông minh, sao anh càng ngày càng thông minh thế? Cái gì? Sao lại như thế? Tôi biết rồi. Tư lệnh, quân phòng vệ ở Miếu Lĩnh trúng độc tập thể rồi. Trúng độc là đám người núi Tiểu Thanh đã hạ độc. Cái gì? Nhất định là người núi Tiểu Thanh không thể giải độc, nên đã đầu độc quân ta. Tư lệnh, phải phái người mau chóng đưa Quyết Thanh tới. Nếu không trúng độc quá nặng, hậu quả sẽ rất phiền phức. Đưa Quyết Thanh sau. Đúng rồi. Nếu như tôi đoán không sai, Quyết Thanh mới là thứ chúng cần. Đừng đưa Quyết Thanh, chắc chắn sẽ không được bình yên. Thế này, cậu đích thân đưa Quyết Thanh tới, đem nhiều người đi đường lớn. Trên đường đi nhất định phải cẩn thận. Dân.